dính nè. Trời ơi, bo nữa. Xuống tới mấy sông luôn nha cô chú. Quá trời câu cá luôn nè bà con. Số ngồi trên bờ. Phúc Khang lội xuống tới mấy sông luôn. Hôm nay chơi lớn. Thả lưới gì chú? Chú thả lưới hả? Thấy em mấy cây trống anh Quân hả? Ở trong cái vỏ nó có mấy cái cây trống cần câu á. Một trăng. Cha nắng quá. Cá bự lắm. Vậy ăn cá bốn thùng á. Chắc là lội nó qua bãi bển á, bển có bãi á. Ra bãi đất bồi á. Dập cá lớn nó đớp liền. Trời ơi, hai ba chiếc nó chạy. Ghe đi lơ đi bắt cá, một ghe đi đúng giờ nước. Ghe đúng giờ nước lướt trên mặt nước. Con chìm quá. Con chìm thứ cây kìa. Hai chiếc đang đua nhau. Câu ngầm luôn. Cây đó nào có gắn chuông vô hả? Cây đằng đây chắc có hết mồi á, nãy giờ lâu quá. Hôm nay xuống tới mấy sông luôn cả nhà. Xuống mấy sông câu luôn. Đập rồi. Thường bữa là câu tú cái cám luôn mẹ như vậy chấu á. Đua. Anh giật lúc phao luôn. Thấy gian nan không bà con? Này là Khương Tử Nha mà không biết này là Khương Tử gì đi không biết. Ngồi chờ thờ nè. Xuống sát mới xong luôn. À, nước bây giờ lớn rồi nha cô chú anh chị và các bạn. Phúc Khang lên trên bờ câu.
Hôm nay câu bị lóc rồi cô chú anh chị và các bạn. Được có mấy con à? Hôm nay rụng rụng bông hết rồi ta. Nước này nó trong lên nhà nhìn đẹp quá ta. Chuyện lên hình những cái nhà đẹp ghê. Qua lên đầu nhỏ cho mà tàu đâu có thấy đâu. Nước giờ nó lớn rồi nha cô chú anh chị và các bạn. Nước lớn nó rất là trong, nhìn phong cảnh rất là đẹp. Hôm nay Phúc Khang câu từ sáng đến bây giờ luôn mà mới có 3-4 con của chú anh chị và các bạn. Hôm nay không có trúng bằng mấy hôm trước. Cái điểm này câu cá rất là tuyệt vời luôn cô chú anh chị và các bạn, rất là đẹp. Cô chú anh chị và các bạn xem video, đừng quên cho Phúc Khang xin một like, một đăng ký kênh và chia sẻ ủng hộ nha cô chú anh chị và các bạn. Phúc Khang xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều. Dính nè, trời ơi bo nữa. Dính hạt chưa? Video của Phúc Khang đến đây xin kết thúc. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem video của Phúc Khang cũng như đồng hành cùng Phúc Khang bấy lâu nay. Phúc Khang xin chân thành cảm ơn.